Hai cho anh em vào chị ở lượng mình nhà từ lũ X8. À, đây là video bán tập số 68. Có lẽ là áp VIP không đầu tiên mà mình nhận bán các bạn ạ. À, thường thường VIP không mình ít khi mình nhận lắm. Vì thường thường công toàn chơi test xong rồi công nghịch công vứt đi thôi. Nhưng áp này thì khác hẳn. Áp này mà áp VIP không mình chất lượng số 1 số 2 của server 60 cùng server với mình luôn. Áp này tất nhiên dành cho anh em nông dân thôi. Đội hình thì theo meta tứ hồn các bạn nhá. Hỏa tứ hồn, chính xác đây là có hỏa không thôi. Muốn có tứ hồn thì cần phải thêm một con hồn rùa đấy, mình nghĩ là thay thằng Kyo là được. Còn đây hoàn toàn là team hỏa các bạn nhá, trông rất chất chơi đúng không? Ông này chết đi rất là cười các bạn ạ. Bốn con hỏa, à có biết cả 6 con đều hỏa luôn ấy. Cái ho nói chung là một meta hay ho, trải nghiệm đáng để mình nghĩ là đáng để trải nghiệm, thú vị phết đấy. Tốt đấu trưởng của A này thì hiện tại đang làm trong top rank 1 bộ đồ đích, nếu không thế là khá lắm rồi các bạn ạ, khá lắm rồi. Cái gì nhỉ? Danh sách võ sĩ đây mình check cũng level 82 các bạn nhá. Cái mình có vài level rồi. Đấy, có hồn khí Kyo. Ok, hồn khí Kyo đi các anh em túc tắc kiếm dần trong này. Ở chung thì VIP VIP không là trình độ lắm rồi các bạn ạ. Chơi nhảy là cực kỳ trình độ. Đấy, em kiếm trong này. Nếu mình nghĩ là không cần thiết đâu. Sau này thay thì mà đúng không? Đấy. Còn lượng kim cương 23.000 rồi. Áo này mà mình nghĩ lạp lên VIP 5 là đầu tư vào là chơi là hơi kinh đấy. Không thì mình VIP 1 hoặc VIP 3 cũng được, là lên top mầm đấy. Đảm bảo bảo với các anh em ra thằng Isik Ori là lên top mầm. Đấy, mình check lốt về túi đồ cho xem bọn chị nhá. Đấy, thông tin ác mình check xong. Anh em nào ác liên hệ mình theo số điện thoại ở link phút bên dưới phần mô tả video. Giá ác chỉ là 400k, siêu hoạt rẻ.